chiều nắng lặng lặng thương nhớ trong hào gầy dấu đi mối tình gục ngã. Hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên xa lạ. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Vài người vội vã cho em là người may mắn, ấy thế mà giờ anh đổi thay. Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Càng nhắm mắt yêu nhưng sao duyên khi chạm thấy những hao hức tim thổn thương. Còn ai thương lấy mình ngoài chính bản thân cho em một lần cuối cùng. Đừng nói nhớ anh, có ai thoát được mình xa khỏi chân lý trong tình yêu, không thể cùng nhau xuôi kia. Thế nhưng trái tim lại dễ in sâu niềm đau suốt kia. Tình đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ, chứ khó quên được đâu. Chuyện buồn đôi ta đã hết, sao chẳng thể hết tạm tạm. Chỉ vì có quên một người mà dần vắt đến nỗi thân tâm. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Vài người vội vã cho em là người may mắn, ấy thế mà giờ anh đổi thay. Còn điều gì cái câu chuyện của các bạn á là Sam vừa xem là Sam đã hiểu ra được ngay luôn. Vâng. Chứ nó không cần phải kiểu sâu xa 10 năm như là đội Hi Hi kia. Vậy thì các bạn có thể chia sẻ chi tiết cũng như cụ thể về câu chuyện của mình cho các bạn khán giả được không? À là nãy giờ mình có coi không ạ? Có coi nhưng mà là chị có hiểu không ạ? Hiểu, bây giờ thôi để Sam nói nha. À, vâng. Để nói ra cái không hiểu này mình nha. Mình tấn ở đây đi ạ.
Ok. Sau khi một hồi Sam nói Sam hiểu, bây giờ Sam hỏi lại mình. Không, vấn đề là vẫn muốn các bạn chia sẻ cho các bạn khán giả thôi. Nhưng mà khi mà Sam xem cái câu chuyện này á, thì có vẻ như là ngày xưa thì Đức Anh là gia nô cho gia đình của chị già, khi mà gia đình của chị già còn rất là giàu có, đúng không? Và hai người có tình cảm với nhau, nhưng mà người ba này đã cấm cản cái mối quan hệ đó bởi vì nó không có ngang tầng lớp với nhau. Và sau đó một thời gian bẵng đi thì thế cục thay đổi, chuyện đời thay đổi. Đức Anh đã giàu lên rồi, đúng không? Có tiền, có bạc hơn, song sinh hơn. Còn trong khi là gia đình của mình gặp biến cố gì đó, bệnh hoạn gì đó và nằm ở ngoài đây. Nhưng chị Lâm đi già vẫn đẹp, vẫn váy công chúa lóng lánh đi ra đường ngồi ăn xin ạ. Chứ làm sao mà thay đồ kịp ạ? Ôi trời ơi, cha bán cả nhà để mua cái váy. Em nghĩ là lúc đấy chị nên đứng, chị kiểu hát ở giữa đường để xin tiền mọi người á. Không thì là ngồi ở đây là đúng lắm rồi. Đó, và sau khi mà Đức Anh quay trở lại nè thì vẫn nể cái tình cảm khi xưa và vẫn giúp đỡ cho Dạ, mặc dù là có cô vợ xuất hiện, đúng không? Đó, thì đó là câu chuyện mà các bạn muốn truyền tải, đúng không nào? Vậy thì ý nghĩa của câu chuyện này sao muốn các bạn chia sẻ với quý vị khán giả đi? Đây là một cái kịch bản mà bất hủ. Trên bất kỳ một nền tảng xã hội nào, chúng ta đều thấy là đừng bao giờ coi thường người khác. Đúng như vậy à. Cười người hôm trước hôm sau người cười à. Và cảm ơn cái câu chuyện rất là ý nghĩa mà các bạn đã mang đến cho chương trình Studio Show.